Thưa quý vị và các bạn, đón mùa xuân mới năm nay, cán bộ đảng viên và nhân dân thị xã Nghĩa Lộ vui mừng phấn khởi khi địa phương vinh dự là một trong ba đơn vị cấp huyện của tỉnh Yên Bái đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trong hơi ấm của mùa xuân, Nghĩa Lộ như bừng lên sức sống mới với những công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng kiên cố khang trang, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Tiếp thêm niềm tin để nhân dân các dân tộc thị xã cùng nhau đoàn kết thi đua xây dựng thị xã trở thành thị xã văn hóa trong tương lai. Đón xuân mới, người dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ rạng ngời niềm vui, đầy ắp hy vọng về một năm mới đầy đủ sung túc. Năm 2021, với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị và người dân, Nghĩa Lợi là đơn vị đầu tiên của thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Những con đường bê tông trải dài, những ngôi nhà xây kiên cố khang trang hiện hữu ngày càng khẳng định Nghĩa Lợi là miền quê đáng sống. Không chỉ có sản xuất nông nghiệp, thương mại phát triển, dịch vụ du lịch của Nghĩa Lợi còn tạo được dấu ấn riêng với du khách, góp phần quan trọng duy trì và nâng cao tiêu chí về thu nhập cho người dân. Chúng tôi cũng đã xác định được là cần phải làm du lịch cộng đồng để thứ nhất là để cho cảnh quan môi trường nó xanh sạch đẹp này, rồi giữ gìn được cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình, rồi đem lại thu nhập cho lao động trong gia đình cũng như là trong thôn bản. Thực hiện thành công chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ở thị xã Nghĩa Lộ. Hôm nay, bộ mặt nông thôn mới của xã Nghĩa Phúc cũng đã có sự đổi thay rõ nét. Đời sống người dân được nâng cao, giao thông nông thôn từng bước được hoàn thiện. Đặc biệt, đây là địa phương tiêu biểu của thị xã trong vận động người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các tuyến đường hoa, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải nhằm góp phần làm cho làng quê ngày thêm giàu đẹp. Tiếp tục vận động bà con nhân dân hiến đất, rồi là các cái công trình phụ trợ, các cái cây cối trên đất để làm những cái con đường thực sự rằng là những cái con đường hạnh phúc cho nhân dân đi lại, rồi là mang lại cái bộ mặt nông thôn thực sự là khởi sắc và giàu đẹp văn minh. Với mục tiêu sớm trở thành thị xã văn hóa du lịch, nên nhiều tiêu chí về văn hóa môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở Nghĩa Lộ được đặc biệt quan tâm. Đến nay, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa của thị xã đạt 90%, tỷ lệ thôn bản tổ dân phố văn hóa đạt gần 87%. Các thiết chế văn hóa cũng đã được địa phương tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng. Hiện 100% các thôn bản đã có nhà văn hóa khang trang rộng rãi, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Chúng tôi thì cũng đã xây dựng 1-2 thôn những cái câu lạc bộ tiêu biểu, và sau đó thì các thôn khác thì tiến hành giao lưu học hỏi và lan tỏa các cái phong trào này đến tất cả các thôn trên địa bàn của xã. Khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, mặc dù xuất phát điểm về kinh tế xã hội của thị xã Nghĩa Lộ còn thấp, tuy nhiên sau 10 năm, với tổng nguồn lực huy động gần 1.000 tỷ đồng cho chương trình nông thôn mới, bức tranh nông thôn của thị xã Nghĩa Lộ đã đổi thay toàn diện, vững chắc, nhiều cách làm sáng tạo đã giúp mỗi miền quê có bước chuyển mình mạnh mẽ. Nếu như năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn của thị xã chiếm tới gần 29%, thì đến nay tỷ lệ này giảm chỉ còn trên 3%. Thu nhập bình quân của người dân ở khu vực nông thôn đã đạt trên 38 triệu đồng. Từ khi tôi bắt đầu biết chuyển đổi trồng, được đi tập huấn và được đi học hỏi của bên nông dân chuyển giao khoa học kỹ thuật, thì về tôi cũng áp dụng vào với trang trại của mình, thì nói chung là cây cối thì mỗi một năm cho thu nhập cũng được vài trăm triệu. Là cuộc sống của bà con trong thôn này thì tôi thấy là cũng đi lên rất là nhiều. Là bà con sắm sửa được xe cộ rồi này, xây nhà. Mùa xuân này, niềm vui hạnh phúc của người dân thị xã Nghĩa Lộ đã được nhân lên bởi sự nỗ lực quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Khi đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng bộ thị xã, Nghĩa Lộ vinh dự đón bằng của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hàng chục tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới. Để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới thị xã sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một số nội nhiệm vụ, như thứ nhất là tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của các cơ quan đơn vị, và đặc biệt là nâng cao cái vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Thứ hai nữa là huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng để nâng cao chất lượng. Thứ ba nữa là cũng tập trung đẩy mạnh việc phát triển kinh tế, trong đó tái cơ cấu nền kinh tế, phát huy rõ cái vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng
nông thôn mới. Sắc xuân đang rực rỡ, bao trùm trên khắp các miền quê nông thôn mới của thị xã Nghi Lộ. Năm 2021 đã khép lại với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã. Đặc biệt, kết quả nổi bật từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên những chuyển biến vững chắc, đưa mảnh đất Nghĩa Lộ vươn mình trỗi dậy, đồng hành với sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái và các địa phương trong cả nước.